trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, học sinh chui vào túi ni lông vượt sông suối tới trường là tương đối an toàn. Theo ông Nghĩa, do cầu tạm, bè bị lũ cuốn trôi nên việc cho học sinh chui vào túi ni lông đưa qua sông suối là đơn giản, tương đối an toàn và người dân tự học nhau. Nhiều học sinh ở bản Hủy Hạ, Na Sang, Mường Trà, Điện Biên đã phải chui vào túi ni lông nhờ người đưa qua suối lũ băng rừng hơn 5 giờ đồng hồ để tới trường. Trao đổi với phóng viên ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, ngay trong sáng nay khi đọc được thông tin trên báo chí, ông đã yêu cầu các quan chức năng và huyện Mường Trà kiểm tra, báo cáo lại sự việc này. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho hay, lãnh đạo sở đã nắm được thông tin trên và đang cho tiến hành kiểm tra lại. Theo ông Kiên, bản Hội Hạ là địa bàn vùng sâu vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn của xã Na Sang, huyện Mường Trà. Đồng thời, trước đây trên địa bàn tỉnh cũng có một vài hiện tượng cho học sinh chui vào túi ni lông để vượt lũ xã xảy ra, nhưng rất ít. Còn ông Đinh Khắc Nghĩa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Trà xác nhận việc học sinh bản Hủy Hạ, Na Sang, Mường Trà, Điện Biên phải chui vào túi ni lông nhờ người lớn đưa qua suối lũ để đến trường là có thật. Theo ông Nghĩa, tại điểm Hủy Hạ có lớp mầm non và lớp tiểu học 1, 2, 3 học tại bản nên các em học sinh học tại chỗ không gặp khó khăn gì. Còn các học sinh lớp 4, lớp 5 và cấp trung học cơ sở học bán trú phải xuống trung tâm xã Na Sang cách 25 km để học. Để đến trường với quãng đường 25 km, các em phải mất rất nhiều thời gian vượt qua một con suối. Ông Nghĩa thông tin vào mùa khô, người dân bắt cầu tạm để học sinh mọi người có thể qua con suối này. Tuy nhiên năm nay do nước lũ lớn đã làm trôi mất cầu tạm, sau đó người dân phải sử dụng bè bằng tre và buộc dây thừng hai bên để kéo qua suối. Tuy nhiên, hôm đó nước lũ lớn đã làm trôi cả cầu lẫn bè tre và không có cách nào để qua suối, nên có việc một số học sinh phải chui vào túi ni lông nhờ người lớn bơi đưa qua nước lũ, ông Nghĩa nói. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Trà cho rằng vào thời điểm đó không có bất cứ cách nào khác, nên việc cho các cháu chui vào túi ni lông đưa qua suối là đơn giản và người dân tự học nhau. Tôi nói ra nhiều người có thể cười, nhưng chẳng có cách nào đưa các cháu qua suối lúc mưa lũ lớn như thế được, còn chui vào túi ni lông đưa qua là đơn giản nhất, tương đối an toàn. Việc đưa qua bằng túi ni lông là tình huống bắt buộc đặc thù, chỉ xảy ra vào mấy ngày mưa lũ lớn, cầu bè trôi mất chứ không phải đi suốt ngày, bởi khi nước lũ rút xuống, người dân lại đóng tàu bè đưa các cháu qua. Ngoài ra, học sinh nội trú cả tuần mới về một lần, và những ngày mưa gió, nhà trường cũng không cho về, trừ khi bố mẹ đến đón, ông Nghĩa chia sẻ. Vì trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện mong muốn, mọi người khi nhìn các hình ảnh học sinh chui vào túi ni lông, vượt suối đến trường sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh đặc thù khó khăn của vùng miền núi trong vùng mưa lũ. Học sinh Lai Châu khai giảng bên bờ suối. Trong khi nhiều trường học trên cả nước rập cờ hoa, bóng bay đủ sắc màu, thì lễ khai giảng của các học sinh điểm trường Nậm Nga, xã Tà Tống, huyện Mường Tè, Lai Châu diễn ra đơn giản trên bãi đất bên bờ suối. Hình ảnh được anh Nguyễn Long Khánh ghi lại và chia sẻ khiến nhiều người sau khi xem xong không khỏi bùi ngùi. Ông Lý Truy Hư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Tống, huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết, sáng nay, ngày 5 tháng 9, tại xã Tà Tống, nhiều điểm trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 cho các học sinh. Ông Hư cho hay những hình ảnh được ghi tại điểm trường Nậm Nga cách trung tâm xã 50 km. Sáng nay khoảng 600 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 cùng các thầy cô giáo đã tự khai giảng tại khu đất ven suối Nậm Nga. Theo ông Hư, do khuôn viên điểm trường không có sân nên chính quyền xã đã nhờ doanh nghiệp sang phẳng một khu đất trống ven suối Nậm Nga làm nơi tổ chức lễ khai giảng. Ông Hư cho hay vào những ngày mưa lớn và mùa mưa, khu vực làm sân cho lễ khai giảng hôm nay sẽ bị ngập hết bởi nước suối dâng cao. Trên địa bàn xã Tà Tống chỉ có điểm trường ở trung tâm xã là được xây dựng kiên cố, còn lại các điểm trường khác vẫn đang là nhà xây tạm cho các cháu chưa được xây kiên cố. Thầy giáo Nguyễn Long Khánh, trường tiểu học Nậm Nga cho biết, để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, nhà trường tập trung tất cả các thầy cô giáo về lao động cùng với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh tổ chức tu sửa trường lớp để các em đón khai giảng. Tuy không được trang trọng như các trường học ở các huyện, thành phố lớn,
nhưng cũng phần nào khích lệ, động viên tinh thần của các em bước vào năm học mới. Mưa lũ đã đi qua, nhưng hậu quả thiệt hại về trường, lớp học, nơi rốn lũ Mường Tè, tỉnh Lai Châu rất nặng nề. Khó khăn đầu năm học mới đang được ngành giáo dục, chính quyền địa phương, các nhà trường và người dân khắc phục tạm. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp học và đồ dùng học tập về lâu dài, rất cần sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và các nhà hảo tâm để nối bước cho học sinh nơi đây đến trường sau lũ. Là áo ngay trên lớp, cho học sinh mặc đi khai giảng, thầy giáo có tâm nhất là đây. Những hình ảnh, thầy giáo miệt mài là từng chiếc áo, để học sinh kịp mặc ngày khai giảng, đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Hôm nay ngày 5 tháng 9, các trường học trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Đối với cuộc đời của người học sinh, ngày khai giảng luôn là một ngày cực kỳ trọng đại. Chính vì thế, các cô cậu học sinh luôn chăm chút hình ảnh để có thể xuất hiện một cách chỉn chu, đẹp nhất trong ngày đáng nhớ này. Hiểu được tâm lý đó của học trò, thầy giáo trường Trung học Phổ thông Bạch Đằng, Thủy Nguyên Hải Phòng đã dành hàng tiếng đồng hồ là áo đồng phục ngay trên lớp cho các em học sinh của mình. Do là trước đó trường vừa phát đồng phục mới, tuy nhiên do áo mới chưa được là lượt phẳng phiu, mặc lên trông rất khó coi, thế nên thầy đã mang hẳn bàn là đến lớp là áo cho các em, vì sợ các em không biết làm. Hình ảnh rất đỗi thân thương này đã được các em học sinh ghi lại. Được biết, thầy giáo trong ảnh chính là thầy chủ nhiệm Đỗ Ngọc Thủy của lớp 11B1. Sự tâm lý chăm học trò như chăm con của thầy Thủy đã khiến cho nhiều phụ huynh đưa con đến trường rồi trộm ví của cô giáo. Đưa con đến lớp, một phụ huynh nảy lòng tham đã mở cốp xe của một cô giáo rồi trộm ví. Ngày 5 tháng 9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Côi, 31 tuổi, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 4 tháng 9, tôi đưa con đến trường, trung học thị trấn Long Hồ. Sau đó, vị phụ huynh này ra xe của cô giáo, Huỳnh Kim Phụng, mở cốp xe, trông chiếc ví của cô giáo này. Khi ra xe, thấy mất ví, cô Phụng đã trình báo công an. Theo lời cô Phụng, bên trong chiếc ví có hơn 8,7 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại iPhone. Lực lượng công an đã trích xuất camera của trường thì phát hiện tôi chính là thủ phạm nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, tôi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và trao trả tài sản đã lấy cắp. Tôi từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa thi hành án xong và trở về địa phương. Vào đầu năm 2018, nay vẫn lại, ngựa quen đường cũ. Xót xa cảnh trường ngập đất trước ngày khai giảng. Còn một ngày nữa là khai giảng năm học mới, nhưng ở các trường của huyện Quan Hóa, Mường Lát, Thanh Hóa vẫn ngập bùn đất do đợt lũ vừa qua. Ghi nhận tại trường tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa, dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học đã bị đổ sập hoàn toàn, đồ dùng học tập, tài sản của nhà trường cũng bị vùi lấp. Thầy H. Xuân Phúc, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Sơn cho biết, sau khi trận lũ kinh hoàng xảy ra vào ngày 30 tháng 8, ngôi trường bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Thời điểm xảy ra mưa lũ đang là ngày nghỉ, nên toàn bộ giáo viên và học sinh của trường không ai bị thương hay thiệt mạng. Mọi năm ngày này thầy trò đang hao hức chuẩn bị cho ngày khai giảng, nay cảnh tượng hoang tàn nhìn mà xót xa, thầy Phúc chia sẻ. Cũng theo thầy giáo Phúc, năm học mới này nhà trường có tất cả 315 học sinh, trong đó tại điểm trường chính vừa bị sập có 264 học sinh. Ông Ngô Phi Hùng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa cho biết, kế hoạch của nhà trường sẽ tổ chức khai giảng chung hai cấp học tại trường Trung học cơ sở Trung Sơn. Sau khai giảng, nhà trường sẽ mượn khu nhà ở của công ty 47 thuộc Thủy điện Trung Sơn để tổ chức cho các em học tạm. Tại khu nhà này sẽ ngăn được 5 phòng học, còn lại 3 lớp nữa thì phải học tạm ở các điểm trường khác. Để đảm bảo cho ngày khai giảng, phòng giáo dục và đào tạo đã huy động lực lượng lãnh đạo và chuyên viên của ngành xuống các trường chung tay với giáo viên, học sinh, khắc phục hậu quả thiên tai, không để học sinh không được dự ngày khai trường năm học mới, ông Hùng cho biết. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết, mưa lũ đã gây ra tình trạng cô lập, chia cắt nghiêm trọng trên địa bàn. Tại xã Tam Trung, các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở bị sạt lở, làm sập, hư hỏng nhiều phòng học, có những trường bị đất vùi lấp cao hơn 3 mét,
toàn bộ khu nhà bán trú của học sinh trường trung học cơ sở Tam Chung đã bị hư hỏng nặng. Khi đất đá bất ngờ ập xuống 48 học sinh ở bán trú tại trường trung học cơ sở Tam Chung, chỉ kịp tháo chạy khỏi phòng ở, bỏ lại toàn bộ tư trang, sách vở để vào nhà dân tránh trú. Huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục chủ động khắc phục, thu dọn trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng, ông Cường chia sẻ. Theo ông Cường, đến thời điểm này, ngành giáo dục của huyện Mường Lát cũng chưa thể thống kê được những thiệt hại về trường lớp trên địa bàn các xã của huyện do tình trạng mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt nhiều ngày qua, giao thông bị chia cắt, cô lập,